Rồi, hello, xin chào mời chào mừng bạn đến với kênh QT Vô Trong. Thì trước tiên Trung xin lỗi bà thông cảm á. Tại Trung ban ngày vẫn làm xe lu bu á, thì nên làm một đêm không. Thì ở đây nhờ làm một đêm thì các bạn cũng thông cảm. Thì trước mặt Trung thì có mấy chai thuốc á. Thì nay cũng đã bước vào 15 tháng 6 rồi. Là vào thời điểm anh em đã kích bông cho cây mai vàng của mình đã được nói chung là được cỡ 80% rồi bạn, 80% anh em kích ra, còn 20% chưa, trong số 20% nó vẫn có Trung. Bữa nay Trung sẽ làm cái clip là sao thôi, Trung hỏi sao chi mai chia sẻ cách mai khó hay không khó, mà dễ là không dễ. Nói chung bạn mà biết cách cơ bản để mình chăm sóc cây mai thôi thì mình chăm sóc cây mai rất đơn giản mà. Ví dụ ha, dù cái mặt Trung này có cái chậu, ô cái chậu bự quá đây, cái mặt Trung thì cái mai Trung trồng để Trung ghép những cái bông đại lộc với cái bông mai trắng mai xoắn đó. Thì Trung đã cái bo này thì ở thành phố, ở trong vùng quê của Trung thì ở Trung ở trong thị trấn huyện Phú Giáo, thì trong thị trấn Phú Giáo tỉnh Bình Dương. Mà điều cái ở Trung bây giờ ở vùng lô Trung vô lô nhiều những cái mai ba lớn vậy, hay là bằng cầm tay rồi, thì nói chung mấy cái này là bạn đi rất nhiều, bạn đi xin anh em rồi trong nhà bạn bứng đồ rất nhiều, mình sẽ tiết kiệm được trong khoảng 1 năm 2 năm trồng được cái mai ba lớn bằng chân cái ha. Như cái Trung thì trồng chúng trồng dễ lắm, chúng bứng xong chúng không có để bầu đất, trồng vẫn sống bình thường mà. Nè, bạn thấy ra mầm rất thành to quá trời, Trung không có chậu, Trung lấy chậu từ bá Trung trồng vô luôn rồi, hiểu ha. Cây đó thì đây Trung đây Trung ghép những cái cây mai vậy nè bạn, những cái mai xoắn ha. Thì trước mắt Trung sẽ giới thiệu sơ solo mai, Trung sẽ giới thiệu cách mình chị mình ấy bệnh ha. Trước mặt Trung mai xoắn, mai này Trung lấy làm giống này, lấy mai xoắn, bạn thấy mai xoắn nó đột biến rồi, xoắn nó xíu nhỏ xíu ha. À, hoặc là cây mai trắng đọt cam thạch ha, đây trắng đọt cam thạch đó, Trung uống chút xíu à, có chút xíu ha. Trung về này Trung đi đây lấy trồng bên này lấy bo. À, hoặc là cây mai trắng đọt đỏ đây, Trung có cây trắng đọt đỏ đó. Mai trắng đọt đỏ ha, thì cái đọt đỏ ra rất đẹp, nhưng mai trắng này nó được cái nhược điểm đó là nó bông chỉ có 5 cánh thôi bạn, mà nó thua là mai trắng đọt xanh và mai trắng đọt cam thạch ha. Cam thạch thì được 7 cánh, còn đọt xanh thì có khi có bông được 15-16 cánh. Thì trước mặt Trung thì mấy cái mai thì Trung, hoặc là cái mai đại lộc này thì Trung đã chia sẻ giao lưu với các bạn nè. Đấy, đấy thì Trung đã giao lưu những cái mai đại lộc rồi, thì mà lộc này của Trung thì nó chỉ có từ 24 cánh tới 36 cánh ha, 24 tới 36 cánh lộc. Thì mình ví dụ cây đại lộc này mình muốn cho Tết chơi ngon ha, muốn cho Tết thì cây này là nó nhiều bo bạn, cây này là bo rất nhiều ha. Mình muốn cho Tết như cây này ngon thì mình sẽ dùng cái lượng phân Trung ví dụ ha, ví dụ cây đây nói mà Trung muốn cho Tết là Trung ví dụ là nó đã cành tàn đủ rồi ha. Thì mình sẽ dùng tại trước mặt Trung có mấy cây mai bự nè, mà Trung tính rinh đây giờ để giới thiệu bạn gì được, cái chậu bự quá rinh ra nó hơi phức tạp ha. Ví dụ mà Trung đi Trung làm luôn nha. Ví dụ như cây này ha, ví dụ như cây này là nó đã đủ tàn đủ cành rồi ha, đủ tàn đủ cành đã xum xê ngon lành rồi. Thì mình muốn kích nụ cho em nó, thì nay đã 15 tháng 6 rồi, thì mình muốn kích nụ cho nó em nó, thì mình sẽ phải dùng cái lượng phân bón có hàm lượng lăng cao ha. Chúng nói phân bón hàm lượng lăng cao thì có nhiều anh em hỏi lăng cao mình bỏ lăng không thì dai dẫn được bạn được, nhưng mà điều chung khuyên các bạn tốt nhất thì bạn sẽ dùng phân bón DAB ha, DAB hạt màu đen ha, hoặc hạt màu cam, hoặc màu hồng, hạt màu đỏ cát lớn. DAB thì nhiều loại lắm, nhiều điều nó có chung một hàm lượng giống nhau là 18 đạm, 46 lần và 0 kali ha. Để mình chung nói DAB thôi. Còn NPK 7 hai màu, hay là phân Hà Giang, hay là phân NK các hạt bọn không chúng nói kia chia sẻ các bạn đó, thì nó có cái hàm lượng là 20 15 cộng te, đúng rồi 20 15 cộng te là các loại phân y gì hết nha bạn ha. Phải vậy bài mình sẽ bón vô cho nó làm thôi. Giờ mình sẽ dùng phân bón 701 à, đây đầu trâu 701 ha. Trong đây thì nó có cái muỗng 2g. Thì phân bón này thì 701 này muỗng 1g này thì nó cho pha mình 1 lít nước ha. 1g mình pha 1 lít nước. Thì nếu là mình sẽ cũng pha là dẫn là 1g 1 lít nước các bạn. Nó trong đây là để cho mồm từ 1g tới 2g là 1 lít nước, nhưng điều mình chỉ pha là một muỗng thôi. Muỗng nhỏ bạn, một muỗng nhỏ vậy 1g 1 lít nước mình sẽ phun trên lá đó ha. Thì phun trên lá. Còn nếu các bạn nào mà muốn dùng phân bón lọc trâu này mà tứ gốc á, thì bạn nên pha một muỗng này với 2 lít nước ha.
mình sẽ tưới gốc. Một cây mình tưới 1 lít ha. Một cây mình tưới nửa lít là mình pha một hai muỗng này, một muỗng này cho 2 lít nước mình sẽ tưới được 4 cây nha bạn. Còn nếu bạn phun thì một muỗng một lít nước ha, một muỗng lít nước phun thôi. Thì mình phun lượng xương mà, nó nên một muỗng này mình phun hoa của hết pha 1 lít nước phun của đã cả mười mấy 20 cây á. Nên mình sẽ pha đúng liều lượng nữa, pha một muỗng 1 lít nước là vẫn nhẹ hơn liều lượng nha bạn. Một trong đây để một muỗng cho 1 lít nước hoặc 2 lít nước ha. Còn liếm được ta. Liếm vô nó chết, liếm vô là tăng trưởng y như cái già, nó già y như cái mai luôn. Đó là chúng nói với những cái loại mai mà mình muốn tạo nụ ha. Còn những cái mai mà nào mà nó chưa có đủ cành đủ lá đó. Chưa đủ cành đủ lá là cái nào ta? Ví dụ mình thôi để đây chung ví dụ ha, cái mai nào mà các bạn cảm thấy nó chưa có đủ cành đủ lá, những cái đọt này bạn, những cái đọt này nè. Nó chưa có được dài sung nha, nó chưa có được dài vậy ha. Nó còn hơi cục còn ít lá, nó không có xum xê như cái đại lộc của chúng ta đây. Thì các bạn có thể dùng phân bón có hàm lượng đạm cao ha. Đạm cao là chẳng hạn như phân bón đầu châu 501. Bằng bằng phun thì cũng y như liên này, có hai nãy hồi nãy thôi nha, y như nãy chúng nói thôi. Thì bạn phun thì một muỗng này bạn pha cho 1 lít nước bằng phun. Còn bạn tưới thì một muỗng pha cho 2 lít nước tưới cho 4 cây. Có 4 cây là tại chúng nói 4 cây đây thì chúng đã ví dụ cây lớn như vậy bạn. Ví dụ cây lớn như cây nhỏ vậy mà bạn tưới bằng cây nhỏ như cây đại lộc này mà bạn tưới một muỗng nó cho nửa lít nước là xong luôn, phải như cây lớn nha bạn. Cây lớn thì chậu này chậu 40 thì tại anh em trồng mai thì chậu này chậu 30 chứ xin lỗi. Thì anh em trồng mai thì có cây nhỏ, cây lớn, cây to, cây bự. Có nhiều anh em trồng cây có chút ba lớn vậy mà cái chậu 80 bá thì hoặc nhiều anh em trồng cái cây chập bá mà chúng trồng chút xíu thì chúng không có nói được trên cái thước tắc của cái chậu và cũng không nói được cái liều lượng của cái thân cái hoành của cây nữa bạn. Hoành cái cây thì nhiều anh em trồng hoành cây thì cái cây cái hoành cho cái hoành bằng cây keo N13 là 20 ha. Keo hơn 20 hơn ha. Mà được bạn cứ ra nó có tí xíu đọt vậy, tí xíu lá. Bằng tưới vô thì cái đó cũng y như là cái mây con thôi. Thì bạn nói chung là ít lá nó sẽ ăn ít phân, nhiều lá nó ăn nhiều phân. Mình do mình điều chỉnh cái mai thôi. Như anh em một comment hỏi mình hỏi phân tưới liều lượng bao nhiêu lương nhiêu, mình cũng không có sao mà giải thích được anh em đó. Nên mình khuyên anh em là nên dùng nửa cái liều lượng trên hướng dẫn ha, là đã sẽ an toàn ha. Thì ở trên đây là cái chia sẻ cái cách chăm sóc mai, nói chung là học lỏm của chúng thôi. Cái người ta dân chuyên nghiệp thì người ta nhìn cái mai người ta sẽ đoán bệnh được, người ta sẽ đoán giờ là biết liều lượng phân cái mai mình bỏ bao nhiêu là cho đủ ha. Còn chung ở đây thì chung chỉ muốn chia sẻ cho những anh em mới tập chơi mai để biết cách mình chăm sóc mai cho nó thật là đơn giản và trồng cái mai thật là hiệu quả ha. Chứ chăm sóc mai thì có người chung theo chung làm nhiều clip chung nói sẽ chăm sóc cái mai rất dễ, nhưng mà đối dễ với đối với anh em là biết ha. Như hồi xưa chung chưa có kinh nghiệm này kia rồi này kia, chung chăm sóc mai rồi nói chung cũng cãi cũng vấn đề bạn, cực khổ lắm. Mình nhìn cái bệnh mình không biết bệnh, mình mua thuốc nhiều khi nó bệnh này xịt bệnh loại này mình xịt loại kia, bệnh loại kia mình xịt loại nọ, nó cũng là phức tạp lắm. Nên sau này chúng đã học được nói chung là chúng chỉ học được cái cơ bản thôi nha. Cái cơ bản là mình biết điều khiển cái mai và chăm sóc cái mai và biết những loại bệnh cái mai thôi, cơ bản thôi. Chứ nói với mấy anh chị chăm sóc mai chuyên nghiệp kia thì chung chỉ bằng cái hũ này ha, chung bằng chỉ cái hũ cam cho mấy tiếng. Mấy anh chị kia bằng cái chai keo bón lá, chai thuốc, chai phân bón lá, chai bá vậy nè. Nói chung thì còn phải vài chục năm nữa mới giá đi theo bị anh kia. Nên chung cũng xin lỗi hết các mấy nhà vườn mà đã ở đây trồng mai ha. Thì chung ở đây chung chỉ chia sẻ cho các anh em mới vào nghề tập chơi mai thôi. Chứ chung cũng không có ý gì xấu ha. Rồi thì cái đó là cách cho mình chăm sóc mai để cho hiệu quả và biết chu kỳ nào cây mai mình cần phân gì nữa. Thì không phải nhất thiết là mình vào tháng 7 là mình phải bón 701 rồi bạn, không phải nhất thiết vô tháng 6 phải bón liền, mà cũng không nhất thiết phải để cho cuối tháng 7 bón liền. Thì mình phải dựa vô cái mai, có thể mình sẽ bón cho nó ăn hàm lượng lăng đầu tháng 6, có nhiều cái hàm lượng ăn nửa tháng 6, có nhiều người cho ăn hàm lượng lăng cuối tháng 6. Thì nói chung là tùy theo dạng, tùy theo tình trạng cái mai bạn, chứ không phải là mai kiểu như cái mai bỏ bạn bụng bữa ra búp bụng búp nụ nách lá quá trời chà bá bằng hột gạo hết rồi mà mới có mới cái đầu tháng 6 à. Cái bạn dòng cái thêm cái lăng là lăng ha, lăng lâu lăng 701 hay hoặc phân bón DB còn dòng thêm vô nữa mà bạn vô tình bạn đã tạo cho cái bộ lá nó già thật già thêm và nó già lại nó sẽ bung cái nụ bự ra thêm, thì cái mai bạn sẽ có chu kỳ nở trước Tết rất cao.
nên mình khuyên các bạn nên trồng phải coi tình trạng cây mai mình ha. Nếu cây mai mình đọt non nhiều quá đó, đọt non không á, chưa thấy đất lá đọt non nhiều quá thì mình có thể mình bón phân bón hàm lượng có hàm lượng lăng đầu tháng 6 ha. Còn nếu mà các bạn thấy cam chung chung vừa vừa, không có mầm lá nhiều và nụ cũng không lớn nhiều, nụ nhỏ nhỏ li ti bằng cây kim ha, thì mình sẽ bón nửa tháng 6. Còn những cái cây nào mà đúng ta, xin lỗi, mình nói chung nó lại nha. Những cái mà nụ mà li ti ti á, mà đọt non nhiều nhiều quá đó, đọt non còn nhiều quá đó, thì các bạn sẽ bón phân bón có hàm lượng lăng đầu tháng 6 ha. Thì đầu tháng 6, nay 15 tháng 6 rồi, đầu 6 là nay bón tới chu kỳ thứ hai là được hai lần rồi, hai lần rồi. Thì đầu tháng 6, còn những cây nào mà thấy cái hộp gạo nó mà hơi lớn bự mà nó nhỏ hơn cái hộp gạo, cái bông nó nhỏ hơn hộp gạo xíu mà lá già lá non nó không còn được bao nhiêu á, thì mình sẽ bón giữa tháng 6 ha. Mình sẽ bón giữa tháng 6. Giữa tháng 6 thì là nay là bón lần đầu tiên, là nay là ngày 15 tháng 6 là bón lần đầu tiên bón lăng ha. Đầu tiên bón lăng. Còn cây nào mà bạn thấy hộp gạo mà nó bự cái nách lá mà nó có nhiều nụ bự như hộp gạo á, mà cây mai bạn nó già hết nó không còn ra đọt non á, thì tốt nhất anh em có thể thải bón hàm lượng lăng cuối tháng 6 hoặc là trên tháng 6 chút xíu ha. Cuối tháng 6 hoặc là mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 10, tháng 10, tháng 7 cũng được, cũng là ok. Tới Tết vẫn là kịp bông mà không có sao. Bạn chị các bạn thường biết đi, cái mai mình nó cái bông mà nó còn nhỏ đó, thì mình có thể dùng thuốc mình tăng trưởng bông bự lên nó nở Tết thì rất đơn giản đâu. Nhưng mà cái bông bạn bò lỡ như nó bự rồi đó, bạn muốn mà nó hãm lại cho nó kịp Tết á, hãm cho nó không nở trước Tết đó bạn, thì cái đó là một chuyện khó khăn của luôn cả những anh em chăm sóc mai chuyên nghiệp luôn ha. Nếu họ anh em nào giỏi lắm hãm dữ lắm, dám là nó cờ cao lắm, chừng 5 ngày là hết cỡ. Mà nếu bạn hãm là rồi bông bạn nó nở ra cũng không có ra trò trống như thế, nở nhìn cái bông nó cũng không có te tua tán thường, nó nhìn nó không có đẹp. Tại do mình hãm là mình phải bắt buộc mình phải dùng mình phân bón có hàm lượng đạm á, hàm lượng đạm cao lên mình tăng mình cho nó bung ra lá ra, thì cái tới đó Tết cái mai bạn toàn thấy toàn là lá không phải bông đó, thì đó là đơn giản, đây là cũng là cái nguyên tắc cơ bản đơn giản để mình chăm sóc cây mai thôi. Cũng hơi nhiều, chung nó hơi nhiều thôi, các bạn thông cảm nha. Thì chung chỉ muốn giải thích cho anh em mới chơi mai hiểu được cái nguyên lý của cây mai thôi, để mình biết cách chăm sóc và điều khiển cây mai mình đã bỏ phân lúc nào cho hợp lý, bỏ phân lúc nào cho nó đúng, lúc nào cho nó cây mai mình cần, lúc nào mình bỏ cho nó kịp Tết là vào bỏ dây. Thì đó là cái sự chia sẻ nhỏ nhỏ của chung, chứ thật chung không hướng dẫn nha, chung không hướng dẫn, chỉ là sự chia sẻ nhỏ nhỏ của chung đối với các bạn mới chỉ biết cho mai thôi. Và cây mai thì các bạn thấy nó cháy lá đó, cháy lá bằng để quỳnh nắng, thì bạn vô tình có nhiều anh em hô nó bị cháy lá là nó do nó bị trời nắng cháy, thì thật tế không phải, cháy lá là nó giờ nó là tình trạng bị thắng thư hay hoặc rỉ sắt. Rỉ sắt thì nó cái lá nó giống như cái sắt á, sắt thì rỉ lá, còn là cháy lá thì cháy dành lá hoặc cháy lõm lá đó, thì các bạn đó là bệnh thắng thư ha. Thì các bạn có thể dùng chai Antico ha, đây mình gói Antico đây, Antico 30.000 nha. Các bạn nào muốn mua thì mình mua dùm cho 30.000 một gói thôi ha. Mua mình sẽ ship tới chỗ cho bạn, thì tiền ship bằng đóng ha, tiền ship bằng đóng thì chừng chắc 35-36.000 gì đó. Nói chung là tóm lại cho tổng cộng hết tối đa là 40.000 bịch phân để chị thắng thư reset nè ha. Thì reset để chúng coi thử reset đó. Lúc này chúng già chúng hết đi đường. Năm này nó chị trị nhiều bệnh lắm, thắng thư lý xét rồi đầu ôn. Nói chung là chị già vàng lá đầu đốm lá rồi thúi cổ rải rồi bạn. Xương mai rồi nó cũng nhiều chị gì bà đó. Cái này cũng ra anh em trên mạng dùng cũng rất nhiều ha, cũng là hiệu quả. Chúng cũng mới siêu tầm được thôi, giờ chúng mới đã biết chỗ mua, thì chúng cũng giáo chung này. Thì cái quyền nhỏ nhỏ thiệt nhưng mà điều đối với bạn là thuốc là rất đầy đủ và chuyên nghiệp đầy đủ luôn, luôn cả chai thuốc này chúng mua vẫn có bạn. Ở chung này thường thường anh em mua trên mạng ha, đặng như chúng mua chai thuốc này vẫn có đó. Rồi các bạn đừng quên bổ sung thêm N3M ha. N3M là thuốc có tăng cường bộ rễ, cho bộ rễ khỏe mạnh thì bông nó mới đẹp, thì mình cũng vẫn bỏ theo chu kỳ thôi. Thì cái này là nó còn là phân bón lá. Các bạn có thể nếu cây mai bạn mà nụ bự quá, bạn có thể dùng N3M này bạn bón dưới gốc nó ha, bón dưới gốc nó thì cho nó sẽ hãm được cái lượng nụ bự là ha. Tại bón vô thì nó rễ mạnh ra, nó sẽ có phân bón lá, nó sẽ bung được cái lá bằng xanh ra là và nó sẽ hãm được cái hàm lượng cái búp nhanh búp bông bự bạn. Tại khi bạn cái này hạt gạo, hạt gạo bự ha, gạo bự nó sẽ giảm được tới Tết. Và các bạn đừng quên xịt những thuốc bỏ chỉ sâu đồ cho mình, nấm hồng rồi ha, nấm hồng mình sẽ phải xịt đồ theo định kỳ hết cho nó bảo vệ bộ lá bạn tới Tết. Nay là 15 tháng 6 rồi, bạn thấy chừng một tháng thôi
là khoảng chừng 15 tháng 7 là những cái lá mai bạn nó rất xấu xí, là do nó già bạn, nó già nó cằn là nó xấu xí ha, không còn được non, nhìn cái mai bạn nó sẽ không có cầm tình, nó già là mà như những cây mai mà già xấu như những cây mai đó lá hơi dần vàng đó, lá dần vàng gọi là lá già, những cái mai đó là những cái mai bông sau này bông nhiều như vậy các bạn, sau này nó sẽ bông nhiều ha. Còn gì nữa ta, để chung uống mấy nước cái chung nhớ là chung nói nữa chứ giờ lên chung làm, người ta làm ta có sách vở các bạn, còn chung làm thì không có sách vở, chung nghĩ sao chung nói vậy nên nhiều lúc cũng hơi mất lòng với anh em rồi trong cái lời nói ha, thì anh em cũng được thông cảm gì nha. Chung uống mấy nước á. Đó là trên đó là cái cách chăm sóc mai, nói chung là không khó khó mà cũng không dễ đối với anh em chơi mai ha. Đối với anh em mới vào nghề thì khó, nhưng nếu anh em mà biết chút xíu cơ bản rồi thì nó rất dễ, mà những anh em mà đại tay nghề đã cao dữ dằn rồi thì còn rất dễ nữa đó. Thì nên có nhiều bạn comment với chung với clip chung hỏi em chăm sóc mai dễ hay khó, anh thì nói thiệt chung cũng không biết đường trả lời là khó hay dễ, thì chung thì khó không khó và cũng dễ không dễ bạn, nó nằm lưng chừng ở giữa, thì anh nào biết thì nó dễ, anh nào không biết thì nó khó thôi, nó cũng rất đơn giản không có gì khó. Và tới bước chung sẽ chia sẻ luôn ha, thì đầu tháng 9 này các bạn đừng quên cái anh ông nội phân bón đầu trâu 901 ha. Đầu trên 901 là nó có cái hàm lượng kali cao bạn, kali cao nó sẽ giúp cho bông bạn có màu sắc đẹp ha, và bông bằng bự ha, và cái bông mai cái mai của bạn bự và nó lâu tàn đó, thì nó là kali. Rồi sáng nay chúng sẽ tóm tắt lại luôn những ba cái hàm lượng phân cho bạn hiểu luôn. Cái chất đầu tiên á là cái số đầu tiên á, chúng phân này lúc nào các loại phân này đều có ba số thứ tự các bạn. Cái số đầu tiên á, ví dụ tôi ví dụ lấy luôn chai này ví dụ đi. Cái số đầu tiên của cái chai 901 này là 15 20 25 ha. Đó 15 20 25. 15 đầu là đạm các bạn. Chất đạm là để cho cái mai mình nó bung lá non. Bung đọt và lá xanh mướt ha, là nó cũng là cái chất để mình dạ hãm bông là luôn. Hãm bông là đi tất nhiên hãm bông là bạn phải cho nó lá xanh đọt bung ra, nó phải nó ra nó lo ra đọt bung lá, không nó lo nuôi lá thì nó sẽ quên chức vụ, quên nhiệm vụ là cho bông bự ha. Đó là ta gọi hãm nha bạn. Hãm cái này là hãm đối với hãm với từ tháng 7 tháng 8 đến tháng 9 trở lên thôi nha, chứ từ tháng 1 2 là cái này là hết tác dụng rồi nha. Hãm không tác dụng, hãm là thuốc khác. Đó. Quên nó đang nói nơi chừng. Còn cái số giữa là số lăng ha. Số lăng là tạo cho cái bộ lá mình già, và bộ lá già thì tất nhiên nó phải kích nụ ra rồi, nó kích những cái nách nụ nụ ở lá ra, nó có cái hàm lượng nụ mà nụ ở nó cái nách lá này, những lá nó có cái châm kim á, tại vì cái châm kim hay cái gì tôi quên tiêu, chung quên tiêu rồi. Thì nếu bạn bón lăng vô á thì nó sẽ có hàm lượng lăng, hàm lượng lăng nó mạnh á thì nó sẽ tạo những cái nách nó thành những cái búp bông ha. Còn nếu bạn bón đạm vô thì những cái nách nó sẽ thành những cái đọt ha, những cái mầm đọt đó, thì đó là cái chữa. Còn cái số cuối là số 25 ha. 25 là số kali. Kali chung cũng mới nói vừa mới nói xong rồi, thì kali nó sẽ là có chức nhiệm vụ là tạo cho bạn cái bông mà có màu vàng đẹp và bông bự lâu tàn ha. Nhà mình sẽ kết hợp thêm những cái loại thuốc phun để cho chống rụng nụ ha, chống rụng nụ vàng nụ thì cho là sẽ cái mai mình sẽ bông ba bông nó đẹp. Chứ bạn dùng thuốc mà nó đúng liều lượng, bạn đừng làm dùng thuốc nha, nếu đúng liều lượng đúng liều hoàng thì cây mai dảo của chung bán ra thì chung tầm rồi, chung bán này nó chung 3-4 năm chung bán tết rồi, chung về chung để là cái bông nó nở ra bữa nay nhưng 4 ngày sau nó mới tàn, chung dám bảo đảm bạn đi bao dùng đủ là 4 ngày sau cái bông nó mới rớt cánh nha, chung dám bảo đảm luôn. Nếu cây nào mà rớt cánh, chung chăm sóc cây nào rớt cánh trước 4 ngày chung chịu cho cái đó, thì chung chỉ là kinh nghiệm của riêng chung thôi chứ anh em chung không dám đâu. Còn nếu các bạn không mà chăm sóc không kỹ á, không đúng cái cách, bạn không có dùng những cái thuốc mà dưỡng bông để nuôi bông chống rụng nụ này kia rồi để cho nó đủ chắc lên cái bông, là cái cánh bông mà nó sẽ mỏng là kề, và cái bông mà nó sẽ nhỏ thì nó nở buổi sáng buổi chiều rụng liền đó, thì đó là kinh nghiệm của chung thôi. Thì chứ chung hồ dám hồ cái bông mai mà nở 4 ngày mới rớt cánh là bảo đảm có người chửi chung liền, chung dám cá luôn, như là chung đã bán nhiều năm, chung đem về chung tết chung biết mà, 4 ngày trời mới rớt cánh rồi, 4 ngày trời bắt đầu nó mới rớt cánh lại. Cái đó là chúng nó chỉ mình dùng thuốc mình nuôi bông ha, cho cái cánh bông nó dày thôi, cánh bông nó dày nó cái cảm giác nó nở ra nó dày, cánh nó có nước rồi dày bông nó nở hết lực, nó nước nó nhìn cái mai bông nó tư á thì nó sẽ lâu rồi rụng thôi, đơn giản như thôi vậy thôi. Còn cánh bông mà nó mỏng á thì nó sẽ nở buổi sáng chiều nó khô nước nó sẽ rụng. Thì cái đó là chúng nói cái phân, cái hàm lượng mình dưỡng bông, cái đó là gọi là cái thuốc dưỡng bông thôi nha các bạn, dưỡng bông thôi nha, chứ không phải là cái thuốc mà để
xịt vô cho bông đừng rụng nha. Chứ bà bạn đừng sẽ làm bông mình vẫn rụng như thường, cây mình vẫn không mất sức mà thường là mình sẽ dùng đủ chất lượng. Chẳng hạn như mình dùng cái này ha, chẳng hạn như mình nói đơn giản như 901 thôi. Nếu bạn xịt từ tháng 9 mà xịt theo chu kỳ cứ 15 ngày, 15 10 đến 15 ngày một lần, mình xịt lần nữa liều lượng. Một phun trên lá đó, một phun tới 23 tháng 10 tháng 12 luôn. Phun tới 23 tháng 12 là phun tới 23 tháng 12 là nó phun cái thường thường 23 tháng 12 là cái những cái đít lá bạn nó sẽ bung những cái nụ màu xanh ra đó, nó là gọi là bởi vô chấu bạn. Bởi vô chấu á. Bung cái nụ ra là bạn vẫn phun được một lần cuối cùng đó, là nó sẽ dưỡng đủ chắc, là cái bông nó bạn sẽ bự ha, sẽ tốt và nở sẽ lâu tàn thôi, cũng đơn giản không có gì khó. Thôi bữa nay Trung sẽ chia sẻ với bạn chăm sóc cách mai đơn giản cho ngày 15 tháng 6 thôi. Thì Trung cũng ráng nhìn ra chút đỉnh thời gian chia sẻ cho anh em những người cách chăm sóc mai đơn giản và hiệu quả của kinh nghiệm của riêng của bắp của Trung thôi nha, của bắp của Trung thôi chứ những anh chị kia thì người ta tay nghề cao lắm, là như nãy Trung giới thiệu Trung ba lớn vậy, người ta ba lớn vậy rồi thì Trung cũng không dám mua rìu bắp thợ thôi. Thì anh em nào yêu mến Trung thì ủng hộ Trung, Trung cũng cảm ơn, thì cũng nhờ Trung, nhờ các bạn cái kênh WT Sayo của Trung được phát triển và mà như được như ngày hôm nay, Trung cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xin chúc các bạn được thành công trong năm 2020 này ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong ngày clip sau ha.